Rồi mời Nguyên Trang được không? Mời Nguyên Thỉnh Pháp Sư nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc Nguyên Trang ở bạn, con xin đọc thỉnh Pháp Sư, Bạch Sư. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ Tường Tòa Pháp Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng Ni trong Đạo Tràng. Cho con biết tín hiệu, có nghe được âm thanh của con ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Sau đây con xin đọc bài thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Ta Sa Phà Gà Hoa Tô A Ra Hà Tô Sâm Sâm Bụt Ta Sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a to sam ma sam bun ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sam ma bun tha sa. Tham ma đề sa na ya cha na ga tha ram ma cha lo ca thi ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an ti wa răng a wa cha tha sang ti ta ba ra yam ta ya ti ca ye se tu tham măng a nu cam bi măng ba chăng sắc thầm ma bê rìm vi na chăng cha ca văn súc tân cha băng thâm a bi thâm ma chăm măng a cô ta văn tô cha tu sắc cha đăng năng ba po pa ni ye ba ri sa ya mạch je e quang sa ham ba ti ram ma pa ga wang a ya cha tha tung hi pa we na tang bun tho karune na thi wa sa ya tang ha dục ka ya ba ne na mi ga da yang ta to ga to ban cha wa ya da yo này về a mang ba ye si da tham tham ma to ca tô ba phu ti sam bún thô a nu na tham ma đê sa năng ma ga wa sa ni đê sê si sắc ta năng ác tha sik đa khâm tê na sa thu ai yô phan tê về sẽ tu tham ma về sa năng sắp pa di tha pa ri sa ya anu cam pam bi
ca ta quê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng gì hơn. Quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm vườn lộc giả ngài giờ chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mộn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lạnh rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngày thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Là đạo tràng của chúng con trang nghiêm thanh tịnh, và con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi quan hỷ đăng đàn chúng con cho bài pháp, cho chúng con bài pháp hôm nay. Nam mô Bụt Tha Già, và con kính dâng bạch cho sư. Nam mô Bụt Tha Già, nam mô Tham Ma Già, nam mô Sằng Ma Già. Kính lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, và kính chào quý cô nữ và tất cả quý Phật tử. Hôm nay đến cái câu thứ 70, các lễ Ubosatha, và cái câu này là cái câu cuối của cái chương 7 này, ra nó hơi dài. Chắc là chúng ta phải học trong 3 buổi. Hôm nay thì chúng ta chỉ học phần thứ nhất từ câu số 1 đến câu số 8. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục học thêm các cái buổi sau. Bây giờ sư xin đọc phần chánh kinh, và rồi sẽ từng tự theo từng đoạn sẽ giảng về cái ý nghĩa, cái lời dạy của Đức Phật trong phần chánh kinh. Các lễ Ubosatha. Như vậy tựa nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sa-quách-thí, Sa-vệ, Bất-ba-ra-na, Đông Viên, lâu đài của mẹ Migara, rồi Visakha, mẹ của Migara, trong ngày Ubosatha, Bốt Trà Giới đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Migara đang ngồi xuống một bên: Này Visakha, từ đâu ngươi đi đến sáng sớm như thế này? Bạch Thế Tôn, hôm nay con thọ trai giới của Ubosatha. Có ba loại trai giới này Visakha. Thế nào là ba? Trai giới của người chăn bò, trai giới Nigantha, và trai giới của Bậc Thánh. 2. Thế nào này Visakha là trai giới của người chăn bò? Ví như này Visakha, người chăn bò vào buổi chiều lùa các con bò về cho chủ chúng nó. Nó suy nghĩ: hôm nay các con bò đã đi ăn cỏ tại chỗ này, đã uống nước tại chỗ này, sẽ uống nước tại chỗ này. Cũng vậy, này Visakha, có người giữ trai giới suy nghĩ: hôm nay ta đã ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này, ta đã ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này. Ngày mai ta sẽ ăn loại đồ ăn cứng này, loại đồ ăn cứng này. Ta sẽ ăn loại đồ ăn mềm này, loại đồ ăn mềm này. Nó sống cả ngày với tâm đồng hành với tham dục. Như vậy này Visakha là trai giới của người chăn bò. Thì sư xin giải thích Đức Phật dạy về cái này. Ý nghĩa nói cái người mà giữ trai giới như người chăn bò ở đây đó, tức là cái người này đó thì cũng có
Có nguyện là hôm nay là ngày trai giới, ngày Bồ Tát, thì ta sẽ giới. Nhưng mà sao cái người này đó, khi mà cái ngày trai giới á, muốn cho có phước, muốn tạo được cái phước báo trong cái ngày trai giới, thì cái người mà thọ trì cái trai giới trong ngày đó thì sao phải sắp xếp tạm gác những cái công việc hàng ngày, việc mà không cần thiết, tạm gác qua một bên. Rồi như bà Quy Sắc Ha, bà Quy Sắc Ha này thì quý vị biết là cái người mà đã xây dựng cái Đông Đông Viên, hay là Đông còn gọi là Đông Phương Tự đó. Thì ở trong này thì nó có những cái danh từ Quy Sắc Ha hay là mẹ Mi Gá. Thì bà nếu mà gọi tên thì bà Quy Sắc Ha, còn nếu mà mình gọi theo cái là mẹ của Mi Gá đó là cũng là bà Quy Sắc Ha luôn. Thì theo cái thông lệ những cái ngày mà trai giới thì cái người cư sĩ mà muốn thọ đó thì đến chùa lúc mà mặt trời vừa mọc lên thì bắt đầu đến chùa rồi lễ bái tam bảo, và sau đó sẽ tự nguyện thọ trì cái tám cái giới trong một ngày, tức là thọ trì từ lúc mà mặt trời mọc lên cho đến khi mà sáng hôm sau mặt trời mọc lên thì mới là trọn một ngày. Thì quý vị biết là hồi xưa thì chưa có những cái đồng hồ đồ để đo cái thời gian như bây giờ, mà hồi đó thì lấy cái từ lúc mà mặt trời mọc của ngày hôm nay cho đến khi mà ngày mai mặt trời mọc trở lên, vừa mọc rõ dạng trở lên là hết một ngày vậy đó. Rồi trong ngày thì chia ra, thí dụ như là từ mặt trời mọc cho tới đứng bóng là buổi sáng, rồi từ lúc đứng bóng là buổi trưa, rồi qua chinh xế, tức là qua từ 1 giờ cho tới khi mà mặt trời lặn là buổi chiều, rồi buổi tối thì chia ra là canh. Thì hồi đó thì người ta định cái thời gian trong một ngày nó là như vậy. Rồi nếu mà những cái người cư sĩ mà muốn họ bá quan trai giới thì thường thường là hồi đó thì nó có nhiều cách. Thí dụ như nếu mà một tháng mình muốn thọ thì vào cái ngày rằm và ngày 29 hoặc là 30 đó, thì người cư sĩ sẽ đến để sáng sớm đến để thọ trì bát quan trai giới. Rồi có thể thọ thêm như là cái ngày mùng 1, ngày mùng 8, ngày 23. Đó là nếu mà chúng ta muốn thọ thêm thì thọ thêm những cái ngày đó. Thì khi mà người cư sĩ quan trai tự nguyện tác bạch lên xin gìn giữ tám cái giới: không sát sanh, không trộm cắp, không thông dâm, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn trái giờ, không múa hát thổi kèn đờn, không trang điểm thơm, rồi nằm ngồi quá cao và xinh đẹp đó. Thì nếu mà ngày đó mình phát nguyện như vậy rồi đó, mà muốn tạo cái công đức phước báo thì chúng ta gác qua hết những cái công việc mà không cần thiết, để dành thời gian ra đến chùa nghe pháp, hoặc là tụng kinh, học kinh, hoặc là tu tập thiền định, thiền tuệ. Thì như vậy đó thì nó sẽ là đem đến cái lợi ích phước báo của cái ngày thọ bát quan.
Còn những người mà cũng phát nguyện, cũng phát nguyện là thọ bát quan, nhưng mà những người này đó họ phát nguyện nhưng mà họ không có thực hành, tức là giống như cái người chăn bò, cũng sáng rồi cũng thả dẫn bò ra rồi đã thả cho nó đi ăn no nê rồi chiều lùa về, thì như vậy đó, cái người này có phát nguyện nhưng mà không có thực hành, cho nên không có đem lại cái phước báo. Cái phước báo ở đây là Đức Phật ví giống như cái người mà nuôi bò. Nếu mà mình là cái người nuôi bò thì sao? Mình phải nếm cái sữa bò, nó mới biết được cái hương vị. Chứ còn mình nuôi bò mà mình lùa ra cho nó ăn rồi chiều lùa về nhốt, thì mình đâu có biết được cái hương vị. Cái hương vị đây là nói về cái sự thực hành của giáo pháp. Mà cái lợi ích, cái phước báo của các quan trai giới là nhờ thực hành cái phước báo. Thì ở đây sư xin dẫn ra những cái tích chuyện để quý vị thấy. Thì có một lần nọ, cái gia đình của ông cấp cô độc mới thuê một cái người thợ cài. Mà quý vị biết rằng cái gia đình của ông cấp cô độc đó là thánh nhân Tu Đà Quờn, cho nên là trong gia đình á là thường những cái ngày bát quan trai giới thì là ông khuyên những cái người thân bằng con cháu trong gia đình, mà cả những cái người tôi tớ ở trong gia đình á cũng tự nguyện gìn giữ cái bát quan trai giới. Cho nên thì khi mà giữ bát quan trai giới thì buổi chiều là cái nhà bếp không có nấu cơm, còn cái ông mà thợ cài đó thì ông đâu biết, tại vì ông mới được ông cấp cô độc thuê đến để cài ruộng. Cho nên là chiều ông ta đi cài ruộng xong ta về, sao thấy ủa sao chiều ở nhà không có dọn cơm, nấu cơm nấu nước gì vậy? Thì cái ông thợ cài mới hỏi cái cô đề tớ của ông cấp cô độc: ôi chiều nay sao thấy mà gì không có dọn cơm nước gì hết vậy? Thì cái cô đề tớ cô mới nói là ở nhà này là những cái ngày mà bố bát, ngày bát quan trai giới thì không có dùng cơm, cho nên là chiều nay cả nhà là thọ bát quan rồi không có ăn cơm. Thì cái người thợ cài hồi đó giờ mới biết là cái vấn đề bỏ thọ bát quan trai giới là gìn giữ những cái giới vậy rồi chiều là không có ăn chiều. Thì cái người này đó, mặc dù hồi sáng là ổng vẫn đi làm, ổng có tới ổng nguyện gì hết, nhưng mà khi mà nghe giải cái cô đề tớ cô giải thích vậy thì cái người thợ cài này cũng rất là hoan hỷ. Cái người thợ cài mới suy nghĩ là những cái người này là trong gia đình này thật là có phước, họ biết giữ giới kia nọ. Thôi bữa nay là mình cũng nguyện, bữa nay mình cũng nguyện mình giữ bát quan trai giới. Nhưng mà vì một ngày làm việc cực nhọc rồi buổi chiều đó là đói bụng nữa, thì trong đêm đó là do cái duyên nghiệp, cái tuổi thọ cái người thợ cài này hết, cho nên là ta bị trúng gió độc ta mất. Nhưng mà với cái sự mà giữ giới, hoan hỷ với cái sự giữ giới đó thì ông ta tái sanh làm một cái vị chư thiên. Rồi là một trường hợp. Một trường hợp nữa thì có một ông vua, thì có một cái anh, có một cái có một anh này đó, ảnh đi tìm Đức Phật để nhờ Đức Phật giải đáp những cái thắc mắc. Thì cái câu chuyện nó rất dài nhưng mà sư chỉ kể liên quan đến cái vấn đề mà bát quan trai giới thôi. Rồi ông vua thì ổng mới thấy anh này đi vậy đó, ổng mới nhờ, ổng hỏi chứ anh mà đi đến gặp Đức Phật hỏi giùm tôi coi, trong một tháng tại sao có 4 ngày là tôi rất là an vui mát mẻ, còn lại những cái ngày khác tôi bức rứt nóng bức khó chịu lắm, anh nếu mà gặp Phật anh hỏi giùm tôi. Thì cái anh này anh đến anh đảnh lễ Đức Phật, thì anh mới nghĩ là cái câu chuyện ông vua nhờ hỏi thì quan trọng hơn, mình hỏi trước, còn cái câu chuyện của mình thì cũng thẳng mình hỏi sau.
Em hỏi bạch Đức Thế Tôn, ông vua ông nhờ con hỏi giùm là tại sao mà trong một tháng á, có 4 ngày á, mà ổng an vui mát mẻ, còn những ngày khác á, thì ổng bứt rứt nóng nảy rất là khó chịu. Thì Đức Phật mới nói đó, tại vì kiếp trước á, ông này là một cái người mà chuyên môn á, là đi vô rừng rồi giăng lưới rồi đốt 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 để mà lùa những cái con chim, những con thú nó vô trong lưới để mà săn để đem về buôn bán. Nhưng mà nhờ là 4 cái ngày cái anh thợ săn này đó ảnh nghỉ, ảnh không có làm. Nhờ 4 ngày bát quan trai giới này ảnh nghỉ, ảnh không có làm đi đốt rừng rồi đi săn thú như vậy. Cho nên là với cái phước báo đó giờ là tái sanh lên làm ông vua. Nhưng mà những cái ngày bình thường đó thì ông này do cái nghiệp báo là ổng đi vô rừng, ổng đốt rồi ổng lùa thú, và cho nên là những cái ngày bình thường thì ông ta rất là nóng nảy, bứt rứt khó chịu. Nhưng mà những cái ngày 4 ngày bát quan trai giới thì ông ta nghỉ, không có đi làm, không có tạo những cái bất thiện nghiệp, cho nên là 4 ngày đó thì ông ta an vui mát mẻ. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta phát nguyện ở đây á, khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta phải thực hành, thì nó mới đem đến cái phước báo. Còn nếu mà chúng ta cũng có phát nguyện nhưng chúng ta thực hành, chúng ta dễ vui, thì giống như cái người chăn bò, lùa bò ra rồi lùa bò về, nhưng mà không có nếm được cái hương vị cái sữa của con bò. Thì ở đây là Đức Phật nói là giữ bát quan như những người chăn bò, là cái ý nghĩa là như vậy. Ba, này Quy Sắc Kha, thế nào là trai giới của các Nigandha? Ở đây này Quy Sắc Kha, có hạng sa môn tên là Nigandha, chúng khích lệ đệ tử như sau: người hay quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương đông, ngoài 100 do tuần, hãy quăng bỏ trượng đối với các sinh loại sống ở phương tây, ngoài 100 do tuần, sống ở phương bắc, sống ở phương nam, ngoài 100 do tuần. Như vậy chúng khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại mà thôi, chúng không khích lệ vì lòng thương, vì lòng từ mẫn đối với một số sinh loại khác. Trong ngày của Vô Sa Thá, chúng khích lệ đệ tử như sau: này các người hãy quăng bỏ cả áo quần và nói như sau: ta không có bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, bất cứ vật gì, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, không có ai, cái gì là của ta, nhưng cha mẹ của nó biết là con của mình và biết chúng là cha của mẹ nó, và vợ con biết là chồng là cha của mình và nó biết chúng là vợ là con của nó. Các người nô tỳ làm công biết nó là chủ và biết chúng là nô tỳ là nhân viên của nó. Như vậy trong thời gian đáng phải khích lệ đúng với sự thật, trong thời gian ấy lại được khích lệ bằng điều nói láo. Đây ta tuyên bố là sự nói láo. Sau khi đêm ấy đã qua, nó thọ hưởng tất cả các tài sản chưa đem cho. Đây là tuyên bố lấy của không cho. Như vậy này Quy Sa Kha, lễ Ubosatha của các Nigandha được sống thực hành như vậy. Này Quy Sa Kha, Ubosatha của các Nigandha là không có quả lớn, không có lợi ích, không có chói sáng lớn, không có ánh sáng lớn. Thì cái phái Nigandha còn gọi là, ở trong kinh có khi quý vị nghe nói là Ni Kiền Tử đó, thì họ âm ra cái tiếng Hán gọi là phái Ni Kiền Tử. Thì cái phái này cũng là trong một phần của Bà La Môn. Thì cái phái này họ thực hành, họ cũng có thọ bát quan, nhưng mà cái kiểu của họ thọ nó khác. Ví dụ như
họ thọ bát quan, họ giữ giới không sát sanh đối với một lò số loài nào nữa thôi. Thí dụ như bây giờ là họ nguyện là không sát sanh, nhưng mà không sát sanh là giết những con cọp, con gấu, con voi, con này kia. Còn đối với những cái loài ngoài ra thì họ họ vẫn sát sanh. Hay là họ nguyện là giữ giới không sát sanh đối với tất cả những chúng sanh ở hướng đông. Còn lại ba hướng khác thì họ có thể giết. Hoặc là họ nguyện giữ ba hướng, ví dụ như hướng đông, hướng nam, hướng tây, còn hướng bắc là họ chừa ra. Hoặc là họ giữ giới với một nhóm người, ví dụ như họ nghĩ là bây giờ là họ giữ giới không có tà hạnh, là những cái người nào mà thuộc về trong dòng tộc của họ thôi, còn ngoài cái dòng tộc họ thì được phép đó. Thành ra đó, những cái này đó là họ giữ giới nhưng mà nó còn hạn hẹp trong một số chủng loại nào đó, trong một số phương hướng nào đó, trong một số những cái dòng tộc nào đó chứ không phải là mở rộng ra tự nguyện. Cho nên là cái giữ giới đó nó còn phân biệt. Hay là quý vị thấy rằng mặc dù là bên Bà La Môn, mặc dù thì họ thờ thần lửa đó, rồi họ ăn chay, nhưng mà đến những cái lúc mà những cái ông vua hay là những cái vị mà bá hộ giàu có gặp những cái điềm gỡ đó, rồi họ cần phải làm những cái cuộc tế lễ thì họ cũng sẵn sàng. Họ là những cái người đứng chủ tế mà. Rồi họ bắt những cái loài thú như là con bò, 100 bò đực, 100 bò cái, 100 dê đực, 100 dê, hay là tất cả các cái loài thú, mỗi loại là 100 con, 100 con đó. Rồi cái đầu cắt lấy cái máu đem đổ vô cái hầm lửa để tế thần lửa. Thành ra đó, mặc dù là họ cũng có sự tu tập, nhưng mà cái sự tu tập này nó không đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên là họ giữ giới nhưng mà nó còn cái hạn cuộc, chưa đem đến cái cao tột, đưa đến lợi ích cao thượng, đưa đến sự giải thoát. Cho nên là cái giữ giới của họ nó không có đem đến cái lợi ích lớn, không có những cái quả phước, nó không có thù thắng. 4. Và này Visakha, thế nào là trai giới Ubosatha của các bậc thánh? Chính là làm thanh tịnh một tâm ô uế giới phương pháp. Và này Visakha, thế nào là thanh tịnh một tâm ô uế, uế nhiễm giới phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, vị thánh đệ tử niệm Phật, đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác, đức hạnh đầy đủ, bậc thiện thệ hiểu biết thế gian, bậc vô thượng, bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, bậc thầy của chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn. Do vậy vị ấy niệm Như Lai tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, đầu quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Visakha, thế nào là đầu quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Do duyên bột nhồi, duyên đất sét, do duyên nước và do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy này Visakha, là đầu quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, vị thánh đệ tử niệm Như Lai, đây là Thế Tôn Phật. Do vậy vị ấy niệm Như Lai tâm được tịnh tính, hân hoan khởi lên, các phiền não của tâm được đoạn tận.
Ngài Quý Sa Kha, đây gọi là thánh đệ tử thực hành trai giới của Bồ Sa Phá Phạm Thiên. Vị ấy cùng sống với Phạm Thiên, do duyên Phạm Thiên, tâm vị ấy được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Quý Sa Kha, là tâm quế nhiễm được gọt sạch với phương pháp thích nghi. Năm, này Quý Sa Kha, tâm quế nhiễm được gọt sạch với phương pháp thích nghi. Và này Quý Sa Kha, thế nào là tâm quế nhiễm được gọt sạch với phương pháp thích nghi? Ở đây, này Quý Sa Kha, vị thánh đệ tử niệm pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được tự mình giác hiểu. Do vị ấy niệm pháp, tâm được hân hoan sanh khởi, giảo của tâm được đoạn tận. Ví như vậy, này Quý Sa Kha, thân quế nhiễm được cột sạch với phương pháp thích nghi. Và này Quý Sa Kha, thế nào là thân quế nhiễm được với phương pháp thích nghi? Do duyên, một thứ đá bọt dùng để chà lưng, do duyên bột tắm, do duyên nước và duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy, này Quý Sa Kha, là thân quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Cũng vậy, này Quý Sa Kha, là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương pháp thích nghi. Và thế nào, này Quý Sa Kha, là tâm quế nhiễm được gột sạch với phương thích nghi? Ở đây, này Quý Sa Kha, vị thánh đệ tử niệm pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, được người trí tự mình giác hiểu. Do người ấy niệm pháp, tâm được tịnh tính, hân hoan, sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Này Quý Sa Kha, đây được gọi là thánh đệ tử thực hành pháp trai giới. Vị ấy sống với pháp, chính nhờ pháp, tâm vị ấy tịnh tính, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận. Như vậy, này Quý Sa Kha, là quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Thì ở đây, trong cái đoạn này đó, thì Đức Phật dạy quý vị, ví dụ như bây giờ lâu ngày cái tóc của mình đó, nó bị những cái bụi bẩn, mồ hôi rồi kia nọ đó, ngứa ngáy đó giờ. Bây giờ mà mình muốn làm cho cái đầu tóc nó sạch, thì hồi xưa đó thì chưa có những cái phương tiện như bây giờ. Thì thường thường hồi đó là người ta gội đầu bằng gì, bằng những cái nước tro, hay là hoặc là cái loại các cái loại nước của lá cây gì đó, cây bù kết gì đó hả. Thì nước tro hay là hoặc những cái loại cái nước lá này đó, nó có cái giống như cái chất tẩy, thì nó tẩy sạch những cái bụi bẩn nè, những cái mồ hôi rồi kia nọ, nó bám ở trên trên tóc, ở trên da đầu. Thì như vậy đó, thì nó sẽ làm cho không có ngứa ngáy. Thì cũng vậy, rồi cái tâm của chúng ta bị gì? Nó bị những cái phiền não là tham, là sân, là si, nó làm cho quế nhiễm, nhơ bận, không có được sạch sẽ trong sáng. Cho nên bây giờ á, nếu mà chúng ta thọ Ubosatha để đem đến cái lợi ích, thì chúng ta phải rằng phải dùng những cái phương pháp để đối trị. Chúng ta niệm Phật, niệm pháp, niệm Phật là suy tưởng về ân đức Phật, những cái ân đức cao cả. Phật là bậc giác ngộ, tế độ những chúng sanh hữu duyên nên tế độ. Rồi pháp là những cái phương pháp để đối trị với cái phiền não. Thì chúng ta dùng cái pháp giống như là những cái chất để tẩy rửa những cái ô nhiễm, những cái ô uế ở trong cái nội tâm của mình. Thì như vậy đó thì mới đem đến cái lợi ích. Hay là hoặc là chúng ta đối trị, bây giờ cái tâm mình thì sao, thường hay tham lam, thì đối trị bằng cái tâm
xả ly, à không có tham đắm nhiễm những cái trần cảnh, rồi dùng cái tâm tư để đối trị với cái tâm sân hận đó, để khắc chế. À thì thí dụ như cái tham, cái sân nó là những cái phiền não, nó những ô uế cái nội tâm của chúng ta. À bây giờ chúng ta dùng những cái phương pháp thích hợp để đối trị với những cái phương pháp đó. À thí dụ như mình tắm rửa thì cũng vậy. À thì hồi xưa là người ta tắm mà người ta cũng chưa có cái xà bông rồi như bây giờ, thì hồi đó người ta có những cái chất. À thí dụ như người ta cũng lấy lá cây, lá tre rồi đó, người ta đốt xong cái người ta lóng, người ta lấy cái nước. À cái nước đó thì nó cũng có cái chất có thể là tẩy rửa những cái chất dơ mà nó bám ở trên da mình. À đó, thành ra người ta dùng những cái nước tro này đó, người ta tắm rồi người ta kỳ cọ thì cái thân thể nó được sạch sẽ. À ta dùng nước tro ta gội đầu để tẩy rửa những cái bụi bẩn, à nó bám trên da đầu, à để cho nó sạch sẽ. À, thành ra đó, khi mà cái lợi ích của cái ngày Bát Quan Trai Giới là chúng ta dùng những cái pháp đối trị thích hợp để tẩy trừ những cái ô nhiễm từ bấy lâu do tham, do sân, do si nó bám níu, nó che án làm cho chúng ta bị mê mờ, không có thấy rõ được cái tính chất của chân đế, không thấy rõ cái tính chất của pháp bảo. Cho nên là nếu mà chúng ta có những cái phương pháp đấu trị thích hợp, khi mà chúng ta những cái ngày Bát Quan Trai Giới chúng ta tu tập, chúng ta tự nguyện gìn giữ thọ trì, rồi chúng ta nỗ lực tu tập học kinh học pháp, rồi thiền thiền định thiền tuệ, hay là chúng ta hiểu và những cái ý nghĩa thâm sâu của pháp bảo, thì như vậy thì nó sẽ đem đến những cái lợi ích rất là thiết thực, và nó làm cho chúng ta, những cái nội tâm của chúng ta được sáng suốt, để loại trừ tất cả những cái ô nhiễm, cái phiền não mà nó từ bấy lâu nó đã bám níu, nó che án trong cái nội tâm của chúng ta. 6. Này Visakha, tâm quế nhiễm được lột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được lột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây, này Visakha, thánh đệ tử niệm tăng diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chân lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Do vị ấy niệm tăng, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, phiền não của tâm được đoạn tận. Ví như này Visakha, một tấm vải bị quế nhiễm được gọt sạch nhờ phương pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là một tấm vải bị quế nhiễm được gọt sạch nhờ phương pháp thích nghi? Do duyên đất mặn, do duyên nước tro, do duyên phân bò, do duyên nước, do duyên nỗ lực thích nghi của con người. Như vậy này Visakha, một tấm vải bị quế nhiễm được gọt sạch nhờ phương pháp thích nghi. Cũng vậy này Visakha, tâm quế nhiễm được gọt sạch nhờ pháp thích nghi. Và này Visakha, thế nào là tâm quế nhiễm được lột sạch nhờ phương pháp thích nghi? Ở đây này Visakha, vị thánh đệ tử niệm tăng diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, là phước điền vô thượng ở đời. Nhờ vị ấy niệm tăng, tâm được tịnh tính, hân hoan sanh khởi, phiền não của tâm được đoạn tận. Này Visakha, đây gọi là thánh đệ tử chúng tăng trai giới, sống giới chúng tăng. Chính nhờ chúng tăng, tâm vị ấy được tịnh, hân hoan sanh khởi, các phiền não của tâm được đoạn tận.
Như vậy, này Visakha, là tâm quế nhiễm được gột sạch nhờ phương pháp thích nghi. Thì cũng vậy, ngoài niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đây là những cái phương pháp để mình gột trừ những cái phiền não ô nhiễm ở trong nội tâm. Thì đây là cái hình ảnh thứ ba là Đức Phật dạy, giống như bây giờ mình những cái y phục của mình mặc, hay là hoặc là những cái tấm vải, không may mà nó bị dính những cái chất bẩn, thì bây giờ là mình muốn cho cái y phục của mình hay là những cái tấm vải nó được sạch sẽ, thì chúng ta dùng những cái thuốc để tẩy rửa nó. Thì hồi xưa thì chưa có xà bông đồ như bây giờ, thì hồi đó người ta giặt cũng bằng những cái chất liệu như nước tro đồ này kia nọ đó. Thì phải sao, phải dùng những cái vải hay là y phục nó bị dính dơ đó, phải ngâm vô trong nước tro, ngâm vô nước tro một thời gian, rồi bắt đầu sao phải dùng sức để mà dò, hay là dùng bàn chải để sạc, để tẩy nó, chà sát nó, để cho những cái chất dơ, những cái quế nhiễm mà nó dính trên cái y phục hay là trên cái vải của mình á, nó được rã ra. Rồi sao, rồi phải dưới sông, dưới rạch, rồi dò xả hai ba lần, hai ba nước, thì lần hồi á, thì cái tấm vải nó mới sạch được đó. Thì cái tâm của chúng ta đó, nó bị những cái lậu hoặc, những cái phiền não, những cái dục lậu, rồi những cái phiền não từ lâu tà kiến nó bám níu, nó che án. Bây giờ á, mà nếu mà chúng ta chỉ suy tư một vài lần thì nó đâu có đủ sức. Tại vì giống như những cái chất dơ, chất bẩn này nó bám lâu ngày rồi. Bây giờ mình phải đem cái y phục hay là những cái tấm vải này đó, mình ngâm cho lâu ra, để những cái chất này nó mềm ra. Rồi sao, mình phải dùng sức để mình dò, hoặc là mình dùng bàn chải, mình phải kỳ cọ, mình sạc cho thật mạnh để mình đối trị lại với nó. Rồi sau khi mà nó mềm, nó ấy ra rồi đó, rồi chúng ta phải đem xuống dưới sông rạch, chúng ta dò nữa. Thì cũng vậy, những cái phiền não này nó ngâm đẫm, nó nhuộm ướt, nó tiềm ẩn ở trong cái tâm nội tâm chúng ta rất là lâu ngày. Bây giờ chúng ta một sớm một chiều thì không thể nào mà trừ được nó. Cho nên là chúng ta phải có sự cố gắng, sự nỗ lực tinh tấn, đối với cái sự tu tập. Chúng ta phải học kinh, học pháp, suy tư ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, để gì? Để đối trị với tất cả những cái phiền não này. Thì khi mà chúng ta hiểu biết được các cái thiện pháp, các cái nhân duyên để đưa đến an vui hạnh phúc, thì sao, chúng ta cảm thấy chúng ta hân hoan, chúng ta may mắn, chúng ta có được cái trí tuệ hiểu biết để thoát ra được những cái phiền não khổ đau. Trong đời sống hiện tại chúng ta đang bị những cái khổ đau là do trong quá khứ chúng ta đã bị vô minh phiền não thúc đẩy, chúng ta đã tạo trữ, gieo những cái nhân bất thiện, cho nên bây giờ đến lúc cái quả trổ, để gánh chịu những cái hậu quả khổ đau, do nhờ nhân duyên chúng ta hiểu biết được Phật Pháp, rồi chúng ta có những phương pháp đối trị để diệt trừ những cái phiền não này, để lần hồi chúng ta làm suy yếu cái phiền não, và lần lần chúng ta phát triển những cái thiện pháp.
Do đó mà chúng ta có một cái nội tâm hân hoan với cái thiện sự mà mình đã đạt được, thì cái trạng thái một cái tâm hân hoan trước các cái thiện pháp đó, nó là một cái phước báo của hiện tiền. Khi mà chúng ta thấy được, chúng ta xa lánh được những cái bất thiện pháp, chúng ta thực hành các cái thiện pháp, chúng ta thấy hoan hỷ trước cái thiện sự này, đó là một cái niềm vui. Nhờ cái sự hân hoan, sự hoan hỷ trước các thiện pháp mà chúng ta càng có một cái niềm tin mạnh mẽ, càng nỗ lực tinh tấn để thực hành các cái thiện pháp. Chính ngay trong cái khi mà chúng ta hỷ với cái thiện sự này, chúng ta có sự hiểu biết sáng suốt với trí tuệ, là lúc đó đó, ngay cái thời điểm đó, tất cả những cái phiền não nó được giảm thiểu, nó được suy yếu, và không có điều kiện để phát triển. Cứ lần hồi như vậy, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, thì sao? Lần hồi chúng ta sẽ đẩy lùi được phiền não. Giống như mỗi ngày mình giặt, mình dò, mình chà, thì mỗi ngày những cái chất bẩn á, những cái chất bợn nhơ nó bám níu ở trong cái nội tâm chúng ta, được bị trừ khử một chút, nó được bị tan rã một chút, thì như vậy lần hồi cái nội tâm của chúng ta sẽ có sự sáng suốt, an tịnh. Thì chính nhờ cái sự nỗ lực, nó sẽ đem đến cái lợi ích trong cái ngày Bồ Tát. Thành ra đó, mỗi ngày khi mà đến cái ngày mà ngày trai giới, theo Trung Kinh thì cái vị mà vô trời đế thích và các cái vị chư thiên thì sẽ hướng về cái nhân loại, người ta quan sát coi nếu mà những ngày mà Bồ Tát ngày trai giới mà họ chư thiên nhìn thấy ở dưới này á, nhân loại mà thực hành cái ngày trai giới rất là đông, thì các cái vị chư thiên người ta rất là hoan hỷ. Như vậy á thì cái cõi chư thiên sẽ có đông cái thiên chúng. Còn nếu mà cái ngày bát quan trai giới mà họ nhìn xuống ở chùa thì không leo qua, không có ai đến, rồi là ở nhà hàng quán xá nhậu nhẹt tùm lum, thì chư thiên người ta nghĩ là sao? Mai mốt là cái cõi chư thiên á, thì rất ít là thiên chúng, mà ở những cõi khổ thì sẽ đông những cái chúng sanh ở trong cái cõi khổ đó. Cho nên á, là khi mà những ngày trai giới chư thiên mà thấy ở cõi nhân loại mình, những cái người hiểu biết Phật pháp, nỗ lực tinh tấn thực hành, thì chư thiên người ta cũng rất là hoan hỷ, và tùy theo người ta sẽ ủng hộ cho những cái người thực hành thiện pháp. Cho nên là cái lợi ích của cái ngày trai giới là gì? Là chúng ta dẹp bỏ tất cả những cái phiền não, để cố gắng nỗ lực tu tập, để tận trừ những cái uế nhiễm, những cái tham sân si, những cái tiềm miên, những cái lậu hoặc, những cái pháp chướng ngại ngủ ngầm ở trong nội tâm chúng ta, làm cho nó suy yếu và sẽ đem đến cái lợi ích thiết thực. Còn nếu mà chúng ta cũng có phát nguyện nhưng mà chúng ta thì giống như cái người chăn bò, chỉ lùa bò ra ăn, ăn xong chiều lùa về nhốt lại mà không có nếm được cái hương vị của cái sữa bò. Không, cái người có phát nguyện nhưng mà mình không thực hành thì cũng không có nếm được cái hương vị của giáo pháp, không có đem đến cái lợi ích thiết thực hiện tại của việc thực hành giáo pháp, và không đem đến cái lợi ích cao thượng.
Thì hôm nay thì cũng xin tạm dừng ở cái đoạn số 6 này, và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục. Và với phước báo này thì kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão Pháp Thể Ca Ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có thêm được những cái hiểu biết, những cái lợi ích về thực hành và phát nguyện cái thực hành cái ngày trai giới, để đem đến cái lợi ích thiết thực hiện tại và hướng đến con đường tận trừ những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm, để có được một cái nội tâm an tịnh, sáng suốt. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, có được nhiều cái niềm tin, phước báo để thực hành các thiện sự, đem đến an lạc trong đời sống hiện tại và hướng đến sự giải thoát trong ngày vị lai. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau chia sẻ thảo luận thêm về cái đề tài cái buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Khai Giá. Và con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bạch sư, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng cho chúng con cái bài học về những cái buổi bát quan trai giới. Và nguyên như có một câu hỏi bạch sư, có nhiều khi con thấy lúc mà lên chùa hành thiền 10 ngày đó, thì là tùy theo cái sức khỏe của mỗi vị, có vị thì uống được sữa tươi, có vị thì uống sữa and sure, có vị thì chỉ uống nước lạnh thôi, có vị thì uống nước trái cây. Và sư xin giảng giải cho chúng con thêm á, là có những cái loại nếu mà mình say sinh tố mà nó nhiễm luôn, mình có được uống không bạch sư, hay là tất cả là chỉ phải xài nước trong thôi, hoặc là nước legin mà mình nấu cho nhiễm ra giống như của baby đó, rồi mình uống được không sư? Và con xin sư giải thích cái chỗ đó cho chúng con được thêm rõ một chút ạ. Con xin kính nhân mít lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thì ở đây đó, cái vấn đề mà giữ ba cái giới, ba cái giới sau là không ăn sái giờ, không múa hát thổi kèn đờn, không trang điểm giật thơm, không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Thì năm cái giới mà đầu đó là nó có thể nó dẫn dắt chúng ta đi vào cái khổ cảnh. Cho nên đó là năm cái giới này chúng ta phải cố gắng gìn giữ cho hết sức là cẩn thận, giống như nó là lửa đó, tới là bị phỏng. Còn ba cái giới sau này đó thì sao? Nếu mà chúng ta không giữ, chúng ta dễ vui thì chúng ta đắm nhiễm ở trong sắc thinh vị xúc. Cho nên á, chúng ta phải hiểu biết cái điều đó. Thành ra đó, nếu mà trong cái điều kiện là vì cái sức khỏe, chúng ta có thể uống sữa, uống sữa được, nói chung thì các cái loại sữa gì cũng được, nhưng mà chúng ta uống ở đây là giống như là uống thuốc trị bệnh. Thành ra đó, quý vị thấy rằng cái thuốc bổ thì uống vô để nó trị bệnh, nhưng mà khi nào mà mình cần thiết lắm thì mình mới uống chứ. Chứ đâu phải là nói là thuốc bổ rồi mình uống uống nhiều quá nó cũng sanh ra tai hại chứ, phải không? Thành ra đó, mình giữ giới ở đây là để ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa cái ô nhiễm. Trời ơi, mấy bữa kia tôi một buổi chiều tôi ăn một bữa ăn cả tô, bây giờ mà uống có một ly sữa không đâu đủ, uống là 4 ly. Thì thật sự ra đó, chúng ta ăn có đôi lúc đâu phải là do cái nhu cầu cơ thể mình nó cần,
mà chúng ta ăn vì cái thói quen, ăn vì phiền não nó thúc đẩy. Cho nên á, hạn chế ở đây là để gì? Hạn chế cái tham đắm ở trong cái ăn, hạn chế tham đắm trong cái sử dụng những cái vật dụng, chỗ nằm ngồi nó êm ái, rồi mình dính mắt, mình đắm nhiễu vô đó, mình tham đắm vô đó. Thành ra đó, chúng ta sử dụng, nhưng mà mình sẽ thấy bây giờ cần thiết uống một ly sữa để cho trong cái cơ thể mình nó đừng có sự khó chịu, đừng có cồn cào, thì mình uống, mình sử dụng một ít nào đó giống như mình uống thuốc vậy đó, chứ không nên là mình nói là uống sữa được rồi uống 6 ly sữa thì như vậy thì nó tăng trưởng cái tâm. Mà cái ngày Uposatha là mình làm để gì? Cái nó là chủ yếu để diệt trừ những cái phiền não, giống như nãy Đức Phật dạy đó, để gột rửa, để loại trừ, để tẩy uế những cái phiền não, những cái ô nhiễm nó bám níu trong nội tâm của chúng ta. Thành ra đó, giữ giới ở đây là để ngăn ngừa những cái này. Cho nên đó, là chúng ta sẽ nếu cần thiết thì chúng ta uống, còn thấy mình không sao, uống nước trà cũng được, uống một gói cà phê cũng được rồi thì cũng tốt, không sao hết. Miễn làm sao cái cơ thể chúng ta nó an ổn, đừng có khó chịu, đừng có bức rứt, thì chúng ta dùng chút đỉnh gì đó. Thành ra ở đây không có nhất thiết. Có nhiều người gặp có người Phật tử họ nói sao họ bị gì đang bệnh uống thuốc mà bây giờ không ăn thì không được, cho nên là họ lấy cái trái cây ra họ sắc ra không dám nhai, thì hả nhai là thuộc về ăn, cho nên là lấy trái cây mà bị gì không có máy sinh tố đó, họ sắc nhỏ ra họ bỏ vô họ nuốt trọng. Thành ra đó, cái đó là mình Đức Phật không có cực tâm, Đức Phật không bắt buộc, không ép ai hết. Nếu mà mình thấy bây giờ mình cần phải dùng một chút bột gì đó để tránh làm cho cái thuốc nó cào, nó làm đau bao tử gì đó, thì mình dùng, để trị bệnh, dùng giống như là uống thuốc. Chứ còn sợ không dám nhai rồi nuốt rồi mắc nghẹn lúc đó là còn tai hại hơn nữa. Thành ra đó, chúng ta phải biết rằng đó, cái sự giữ giới ở đây Đức Phật dạy là để ngăn ngừa những cái phiền não, những cái ô nhiễm nó sinh khởi trong nội tâm chúng ta. Thành ra đó, chúng ta sử dụng những cái phương tiện này để làm cho cái tâm an ổn, để chúng ta có sức khỏe, để tu tập, để tạo được nhiều thiện sự. Thành ra đó, mình sử dụng mà nếu mà mình không thấy là mình đắm nhiễm, mình dính mắc, mình tham đắm ở trong những cái đó, không có phía sau, không có phiền não nó thúc đẩy, thì như vậy là tốt, đúng vậy thôi. Còn cái vật gì đó, chút ít nước bột hay là chút ít súp hay là chút ít cái gì đó thì cũng tốt, để mà không có cái sự nhiễm não, không có sự khó chịu, không có bệnh hoạn nó sanh khởi, vậy là đúng. Sư cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Nguyên Như. Chúc cô mạnh khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi cho Nguyên Như. Dạ bây giờ con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm, sư có thể lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ngày hôm nay được không bạch sư? Thì con không biết sư có mặt ở trước máy không bạch sư? Dạ, con không biết sư Thanh Tâm ở trước máy rồi. Con có thể kính thỉnh sư Pháp Thanh và sư có thể thay mặt chư tăng để chúc cho đạo tràng chúng con hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư Pháp Thanh ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Hà Giá. Và để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay thì cũng xin thay mặt chư tăng để phúc chúc đến quý tôn nữ và quý Phật tử thầy giới phước báo này, cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể khang an. Kính chúc quý vị có thêm được nhiều sức khỏe an vui để nỗ lực tu tập. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa bhutanu bhavena sada sothi pavantu te pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa dhammanu bhavena sada sothi pavantu te pavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa sanghanu bhavena sada sothi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tân hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Sa thú sa thú sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua ta san ti vi hà ra qua si ni thủ bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa mê na pa văn tu bu chi ta so thân ca rong tê tha vi hà ra măng đa lê thế ra cha mắn cha na và ca cha tình ca vô xa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa li ga ma cha y sa ga sắp ba na phu ta su thi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta ta vô pa ti ca ni ya ni căng tham ma hòa răng pa tình cha tê sam bê bi đung kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chỉ răng sa tăng tham mô tham mắn tha ra ya bùng ga la sang khô hô tu sa mắc vô hoa an tha ya cha hi ta ya cha am hê răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no vu thân sam ba bồ ni ya ma tham ma ri yam ba huê ni tê hi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta du hi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta du hi đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hòn tu nha ta du hi đằng quá tám đề quần nhằn à sa quát khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại lúc Nguyên Như kỳ duyên vào ngày mai là tối thứ ba cũng là sáng thứ tư ở bên Việt Nam. Và chúng ta sẽ được học tiếp chương trình Đăng Chi Bộ Kinh của Sư Pháp Thanh giảng dạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị ạ.